72 người tử vong do sốt xuất huyết trong 8 tháng, số ca mắc tăng 4 lần năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 190.005 trường hợp mắc, 72 ca tử vong do sốt xuất huyết. Chuyên gia đánh giá năm nay, bệnh nhân nặng tăng nhanh hơn và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn so với các năm trước. Trong tuần 35, nghĩa là từ ngày 29 tháng 8 đến 4 tháng 9, cả nước ghi nhận 9.186 trường hợp mắc sốt xuất huyết. So với tuần trước, 10.852 ca mắc, 3 trường hợp tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết này giảm 18,1%. Và như vậy, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 190.005 trường hợp mắc, 72 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái thì 47.048 ca mắc, 19 ca tử vong, số mắc tăng 4 lần, tử vong tăng 53 trường hợp. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận định năm nay, bệnh nhân sốt xuất huyết nặng xuất hiện sớm hơn, tăng nhanh hơn và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn hẳn so với các năm trước. Nguyên nhân có thể do đặc tính của chủng virus Delta gây bệnh năm nay, cũng có thể vì quần thể bệnh nhân mắc sốt xuất huyết mắc bệnh sau này nhiễm COVID-19. Có các thay đổi về miễn dịch, góp phần ảnh hưởng diễn biến trên bệnh nhân. Bên cạnh đó, ngành y tế đang gặp khó khăn nhiều nơi thiếu thuốc hoặc là thiếu nhân lực sẽ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Ngoài ra, do suốt 2 năm qua, cả hệ thống y tế tập trung vào phòng và điều trị COVID-19, đã xuất hiện tình trạng có nơi có lúc một số bác sĩ quên cả kiến thức về sốt xuất huyết. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.